Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo sức khỏe trong những ngày Tết thì cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây cũng là vấn đề rất quan trọng và theo các chuyên gia, chúng ta có thể sử dụng các loại gia vị có sẵn trong bếp để sơ chế làm sạch rau quả. Làm sạch bằng giấm, pha giấm với nước theo tỷ lệ 1:9, ngâm trái cây và rau quả trong khoảng 10 phút. Trong thời gian hãy khuấy rau củ và trái cây thật đều trong hỗn hợp. Làm sạch bằng nước cốt chanh. Ngoài làm sạch bằng giấm thì chúng ta cũng có thể ngâm rau, củ, quả với nước được vắt thêm nước cốt chanh. Nước cốt chanh để loại bỏ thuốc trừ sâu là vì trong chanh có tính axit. Có thể dùng 1 đến 2 quả chanh, vắt nước cốt pha với nước sạch, ngâm rau, củ, quả trong dung dịch này 10 phút. Ngoài ra, nước vo gạo cũng rất tốt trong việc khử chất trừ sâu trong rau, củ, quả. Theo các chuyên gia, việc ngâm rau, củ, quả trong giấm, chanh hay nước vo gạo ít nhiều cũng có tác dụng làm sạch, loãng độc tố hoặc làm thay đổi thành phần của độc tố nếu có. Dung dịch này có tác dụng hòa tan, kết tủa những chất còn bám dính trên rau củ. Sơ chế kỹ. Để sơ chế sạch rau củ, nên ngâm kỹ, rửa sạch từng lá, nhất là các kẽ lá cho thật sạch, gọt vỏ các loại quả ăn tươi. Riêng đối với các loại rau ăn lá nhỏ như xà lách, cải song, rau dền, bông cải, thì nên pha vào nước rửa 1 đến 2 muỗng cà phê muối để sâu bọ và côn trùng bò ra khỏi kẽ lá. Đối với các loại rau củ, trái cây để nguyên củ, rửa sạch trước khi gọt vỏ, rau quả phải ngâm ngập trong nước sạch 15 đến 20 phút, rửa nhiều lần, ít nhất 3 đến 4 lần, trong chậu nước đầy để loại trừ phần lớn các thuốc bảo vệ thực vật tồn dư, tức là loại trừ phần lớn nguy cơ ô nhiễm qua con đường rửa trôi. Mở vung khi nấu. Nấu chín và mở vung khi nấu cũng là cách tốt để loại trừ phần lớn dư lượng hóa chất thực vật còn sót lại do phần lớn thuốc bảo vệ thực vật bị phân hủy bởi nhiệt độ cao.